coi mấy cái ampli với đầu cassette nha anh em ơi. Con này mình cũng test rồi nha, test hát tốt nha. Con này là mình đang nghe nè. Con này là của Đăng Mạch. Hiểu nhau, hiểu giống nhau. Con này lớn hơn xíu. Con này 2 triệu rưỡi nha. Con mình đang nghe là 2 triệu nha anh em. Con này Goodin, con này nó gãy 3 nút này, 4 nút. Con này size 62 nha. 62. Con này có tầm hơn 2 triệu chút xíu nha anh em, test cho anh em nha. Con này là băng 8 track nè. Con này có cassette luôn. Radio, cassette, ampli, băng 8 track. Con này 2 triệu nha, con này 2 triệu. 2 triệu bao ship cho anh em cũng được luôn. Ở dưới là có con Marang nè. Con này là đầu cassette luôn nha. Con này 2 triệu nha anh em, con này cũng hát tốt, của Đức luôn này, do gỗ nè. Con này xài mấy cái lo Đức thì tầm cả bát 20 trở lại thôi nha. Yamaha mình có hai con giống nhau nè. Mưa say vì anh đây luôn chỉ yêu. Con này 1 triệu nha anh em, hát tốt nha. Nó thiếu một nút rồi nè. Con này là cũng Goodin luôn, 400. Con này nặng lắm nha, con này nặng có 13 kg nha, 13-14 kg. Này Goodin ở dưới còn này, thiếu một nốt này. Mấy cái này anh em nhấn em giữ cái tay nha, nhiều khi nó bay cái nút ra luôn á. Đêm thôi anh mơ đến em. Đó là ampli nha. Clip xem mình quay lo cho anh em nha. Anh em nào chơi Zalo số này nha.